Kinh Bản Sự, quyển 4, phẩm 2, hai pháp phần 2. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí sư nên biết, bí sư nào giảm bất sự, ngủ nghỉ, luôn chánh niệm tỉnh giấc, thường sống trong sự thanh tịnh, hoan hỷ đối với các pháp thiện, quan sát đúng lúc, thích nghi để tu tập đúng đắn. Bí sư nào giảm bất sự, ngủ nghỉ, luôn chánh niệm tỉnh giác, thường sống trong sự thanh tịnh, hoan hỷ đối với các pháp thiện, quan sát đúng lúc, thích nghi để tu tập đúng đắn như vậy, thì ngay trong hai quả, tùy theo chứng được một quả. Nghĩa là ngay trong đời này chứng niết bàn hữu dư y hoặc quả bất hoàn. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: người nghe pháp giác ngộ tu hành được thắng quả, người thâm đắm ngủ nghỉ không thể nào chứng đắc, người ít sự ngủ nghỉ luôn chánh niệm tỉnh giác, giữ tâm được an trụ, thường thanh tịnh hoan hỷ đối với các pháp thiện, biết thời nghi tu tập, vượt qua được tất cả khổ sanh già bệnh chết, thế nên phải siêng tu giảm bớt sự ngủ nghỉ, thường quan sát tịch tỉnh, được hai quả vô ngại, đoạn hoặc kết hạ phần chứng được quả bất hoàn, hoặc đoạn kết thượng phần phát sinh dạ bệnh chết. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí sư nên biết, bí sư nào ở chỗ hoàn toàn thanh tịnh, thường ưa thiền tọa, nội tâm siêng năng tinh tấn, tu tập chỉ quán không lìa tỉnh lự, thành tựu thiền quán thanh tịnh sáng suốt, giữ gìn tâm bình không cho tán loạn, đối với các pháp thiền tu tập không nhàm chán. Như vậy bí sư này tôi nói rằng, vẻ ngơi trong hai quả chắc chắn chứa được một quả, nghĩa là ngay trong đời này chứng đắc quả niết bàn hữu dư y hoặc quả bất hoàn. Khi Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ưa ngồi thiền chỗ vắng, luôn chánh niệm tỉnh giác, giữ tâm được an trụ, lìa phân biệt hư vọng, khi phòng hộ tâm mình, mau đoạn trừ vô minh và các chuột phiền não, chân thật không ưu sầu, tâm tư thường vắng lặng, được chánh niệm hoàn toàn, giải thoát không chấp trước, đoạn trừ hẳn tham dục, thường lạc không phóng dật, sợ hãi việc buông lung, đoạn trừ hẳn các kiến, mau chứng bát niết bàn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết, vì sao nào không hộ không thẹn, người đó nhất định không thể thông đạt, không thể biết khóc, không thể chứng đắc chứng đẳng giác niết bàn, không thể chứng đắc vô thượng an lạc. Vì sao nào có hộ có thẹn, người đó nhất định không đạt biết khóc chứng đẳng giác niết bàn mà chứng đắc vô thượng an lạc lúc đó. Khi Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: người không hộ không thẹn, biến trệ không tinh tấn, luôn hôn trầm tùy miên, thật khó bỏ sạch kết. Người có hộ có thẹn, luôn luôn không phóng dật, ưa thiền định vắng lặng, cách niết bàn không xa, một đoạn trừ các kết, cùng sanh già bệnh chết, mới cho được chánh giác, được vô thượng an lạc. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí sư nên biết, những người xuất gia lược có hai loại việc cần phải làm để có thể làm đúng đắn, tức đắc điều chưa đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng, vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, thì bước chân chánh đạt cam lộ chứng đắc niết bàn. Hai pháp đó là: một, tỉnh lự; hai, nghe pháp. Thế nào là tỉnh lự? Nghĩa là các bí sư sẽ lìa các pháp dục ác bất thiện có tầm có từ, đạt đến ly sinh ly hỷ lạc, an trụ đầy đủ là tỉnh lự thứ nhất, không còn tầm từ, trong tâm hoàn toàn thanh tịnh, không tầm không từ, định sinh hỷ lạc, an trụ đầy đủ, nghĩa là tỉnh lự. Thứ hai, ly hỷ trụ xả, chánh niệm tỉnh giác, thân thọ diệu lạc như lời dạy của các bậc thánh, có xả có niệm an trụ nơi diệu lạc, an trụ đầy đủ là tỉnh lự. Thứ ba, đoạn khổ đoạn lạc, diệt ưu và khổ, các thiền trước không khổ không lạc, an trụ đầy đủ, xả niệm thanh tịnh, là đó là tỉnh lự thứ tư. Thế nào là nghe pháp? Tức là các bí sư đối với lời Phật dạy đầu giữa cuối hoàn toàn thiện, văn nghĩa ví dụ hoàn toàn là pháp thanh bạch phạm hạnh, đó là các pháp nơi khế kinh ứng dụng ký biệt già tha tự thuyết bản sinh bản sự cùng với phương quảng và dị tàng hữu. Đối với các pháp như vậy, thọ trì độc tụng, nghe giảng tu tập thông suốt, giải thích rõ ràng, đó gọi là nghe pháp. Như vậy gọi là người xuất gia lược có hai việc phải làm. Ai làm đúng như vậy sẽ đắc điều chưa đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng, vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, hiểu biết đúng đắn, đạt cam lộ, chứng đắc niết bàn. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: xuất gia có hai việc, làm đúng việc phải làm, tỉnh lự và nghe pháp, mau chứng đắc niết bàn. Tỉnh lự nhân sinh tuệ, đắc tuệ do tỉnh lự, có thiền có trí tuệ, mau chứng đắc niết bàn. Trăm ngàn tăng dê câm, không tuệ không tu thiền, dầu trải trăm ngàn năm không ai chứng niết bàn. Người siêng tu trí tuệ, ưa nghe pháp thuyết pháp, giữ niệm trong giây lát, mau chứng đắc niết bàn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí sư nên biết, tầm cầu có hai loại, hoàn toàn không có loại thứ ba. Thế nào là hai? Sự tầm cầu của bậc thánh và sự tầm cầu của phi thánh. Thế nào là sự tầm cầu của phi thánh? Nghĩa là có hạng người đã có pháp lão, đã có pháp bệnh, tầm cầu pháp bệnh, đã có pháp tử, pháp sầu, pháp nhiễm, tầm cầu pháp tử, pháp sầu, pháp nhiễm.
Thế nào là pháp lão? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, tôi tớ, voi ngựa, trâu dê, heo gà, vườn ruộng, vàng bạc, của cải, tóc lúa. Đó là pháp lão. Pháp lão này là nguồn gốc sinh tử, khổ nơi hữu tình. Phàm tục phu ngu tối gìn giữ những thứ này, nhiễm ái, đắm chấp, do đấy không thể thoát khỏi sinh tử, nó gọi là pháp lão. Thế nào là pháp bệnh? Nghĩa là vợ con, nô tỳ, tôi tớ, nói rộng ra cho đến, do đây không thể thoát khỏi sinh tử, nó gọi là pháp bệnh. Thế nào là pháp tử? Nghĩa là vợ con, nuôi tỳ, tôi tớ, nói rộng ra cho đến, do đấy không thể thoát khỏi sinh tử, nó gọi là pháp tử. Thế nào là pháp sầu? Nghĩa là vợ con, nuôi tỳ, tôi tớ, nói rộng ra cho đến, do đấy không thể thoát khỏi sinh tử, nó gọi là pháp sầu. Thế nào là pháp nhiễm? Nghĩa là vợ con, nuôi tỳ, tôi tớ, voi ngựa, trâu dê, heo gà, vườn ruộng, vàng bạc, của cải, tóc lúa. Đó là pháp nhiễm. Pháp nhiễm này là nguồn gốc của sinh tử, khổ nơi các hữu tình. Phàm phu ngu tối giữ gìn những thứ này, nhiễm ái đắm chấp, do đấy không thể thoát khỏi sinh tử, nên gọi là pháp nhiễm. Ai đối với những thứ này ưa thích tầm cầu nên biết đó là sự tầm cầu phi thánh. Người tầm cầu như vậy, Như Lai hoàn toàn không khen ngợi thán thán, chỉ khuyên bảo rất nhiều làm cho người đó biết để xả bỏ. Vì sao? Vì sự tầm cầu phi thánh như vậy, Như Lai hoàn toàn không khen ngợi thán thán, chỉ khuyên nhủ rất nhiều làm cho biết để xả bỏ. Vì cho việc tìm cầu ấy chẳng phải là pháp của hiền thánh, không thể xuất ly, không thể hướng đến niết bàn, không nhàm lìa, không tịch diệt, không đắc thông tuệ, không thành tựu chánh giác, không chứng niết bàn. Do việc tầm cầu này đưa đến tất cả các pháp sinh già bệnh chết, ưu sầu, khổ não, bức bách. Đó là sự tầm cầu phi thánh nên Đức Như Lai hoàn toàn không khen ngợi thán thán, chỉ khuyên nhủ rất nhiều làm cho hiểu biết để xả bỏ. Thế nào là sự tầm cầu của bậc thánh? Nghĩa là có hạng người để có pháp lão có thể tự thấu tỏ, ta có pháp lão có thể nhận biết đúng như thật về lỗi lầm của pháp lão, tìm cầu niết bàn an lạc vô thường, hoàn toàn không có pháp lão. Hạng người đã có pháp bệnh tự thấu tỏ, ta có pháp bệnh có thể nhận biết đúng như thật về lỗi lầm của pháp bệnh, tìm cầu niết bàn an lạc vô thường, hoàn toàn không có pháp bệnh. Người hạng người đã có pháp tử tự thấu tỏ, ta có pháp tử có thể nhận biết đúng như thật về lỗi lầm của pháp tử, tìm cầu niết bàn an lạc vô thượng, hoàn toàn không có pháp tử. Người đã có pháp sầu tự thấu tỏ, ta có pháp sầu có thể nhận biết đúng như thật về lỗi lầm của pháp sầu, tìm cầu niết bàn an lạc vô thượng, hoàn toàn không có pháp sầu. Người đã có pháp nhiễm tự thấu tỏ, ta có pháp nhiễm có thể tự nhận biết đúng như thật về lỗi lầm của pháp nhiễm, tìm cầu niết bàn an lạc vô thượng, hoàn toàn không có pháp nhiễm. Như vậy gọi là sự tầm cầu bậc thánh. Sự tầm cầu như vậy được tất cả các đức Như Lai khen ngợi tán thán. Vì duyên gì mà tìm cầu của bậc thánh này được tất cả các đức Như Lai khen ngợi tán thán? Do việc tầm cầu ấy là pháp của hiền thánh, có thể xuất ly hẳn, có thể hướng đến niết bàn, có thể chán lìa tịch diệt đắc thông tuệ, thành tựu đẳng chánh giác, chứng niết bàn. Do việc tìm cầu này có thể vượt khỏi tất cả pháp sinh già bệnh chết, ưu sầu, khổ não, thiêu đốt. Vì thế gọi là tầm cầu của bậc thánh được tất cả các đức Như Lai khen ngợi tán thán, nên gọi là tầm cầu có hai cách, hoàn toàn không có cách thứ ba. Các ông nên học như vậy. Ta nên làm sao xa lìa sự tầm cầu phi thánh như vậy? Ta nên làm sao để tu hành đúng như sự tầm cầu theo bậc thánh như vậy? Biết sao các ông nên học như thế? Khi ấy Đức Thế Tôn tôi nhắc lại nghĩa này và nói kệ: tất cả loài hữu tình có hai cách tầm cầu, hoàn toàn không có ba, là thánh và phi thánh, không biết lão bệnh tử, pháp sầu nhiễm lỗi lầm, càng mong cầu ái chấp gọi tầm cầu phi thánh. Các khổ này tăng trưởng không có ngày ra khỏi, từ sinh lại đến sinh, nơi nẻo cao và thấp. Biết rõ lão bệnh tử, pháp sầu nhiễm lỗi lầm, mong cầu niết bàn giới gọi tầm cầu chân chạy chân thánh. Các khổ được giảm bớt, mau chánh đắc niết bàn, luôn an lạc mát mẻ, thường vô lậu, không sợ kẻ tầm cầu phi thánh. Chư Phật thường quả trách là quả gốc sinh tử, người trí nên xa lìa. Người tầm cầu chân thánh, chư Phật thường khen ngợi là đường đến niết bàn, người có trí nên tu. Tóm tắt nơi bài kệ phần kinh bản sự ở trước: vì thông đạt luật nghi, chán tri cõi bất tịnh, học kinh giác tu thiền, thiện hành động tầm cầu. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết, pháp thiện trắng sạch lược có hai loại có thể hộ trì thế gian, hai phép đó là hổ và thẹn. Nếu không có hai phép thiện trắng sạch này, thì tất cả hữu tình trong thế gian đều thành tạp loạn, giống như trâu, dê, heo, gà, chó, không biết cha mẹ, anh em, chị em, không biết thầy hướng dẫn, bổn sư và các vị thầy khác. Do đó hai pháp thiện trắng sạch này mà hữu tình ở thế gian lìa các tạp uế, không giống như các loài súc sanh, biết rõ cha mẹ anh em chị em, biết rõ vị thầy hướng dẫn, bổn sư và các vị thầy khác,
Thế nên các thầy nên học như vậy, ta phải làm sao để thành tựu hai loại pháp thiện, bạch tịnh là hổ thẹn tối thắng này. Biết sao các ông nên học như vậy? Khi Đức Thế Tôn nhắc lại nghĩa này và nói kệ, hai pháp thiện trắng sạch hộ trì cho thế gian, không mất nẻo trời người, đó là hổ và thẹn. Không có hai pháp này không biết được tôn ti, hỗn tạp giống châu dê, cùng như gà heo chó. Do đó hai pháp ấy phân biệt biết tôn ti, không phải như trâu dê làm các việc uế tạp. Những người có trí tuệ thành tựu hai bạch pháp luôn giữ nẻo trời người, không đọa ba đường dữ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bisu nên biết, ta là Bậc Như Lai ứng chánh đẳng giác. Khi chưa thành Phật, còn ở quả vị Bồ Tát, phần giữ an trụ nơi hai loại tầm tư. Hai loại đó là: một, Như Lai khi còn ở quả vị Bồ Tát thường sống trong suy nghĩ bất hoại, hoan hỷ vui vẻ như vậy, gọi đó là thường suy nghĩ vui vẻ thứ nhất. Do sống trong sự tu tập đúng như vậy nên đối với các loại hữu tình hoàn toàn không làm tổn hại. Do suy nghĩ này chứng được vô lượng phạm trụ một cách viên mãn. Thứ hai, Như Lai khi còn ở quả vị Bồ Tát thường sống trong suy nghĩ đoạn trừ vĩnh viễn hoan hỷ vui vẻ, sống trong suy nghĩ đoạn trừ vĩnh viễn hoan hỷ vui vẻ như vậy, gọi đó là thường suy nghĩ vui vẻ thứ hai. Sống trong sự tu tập đúng như vậy nên đối với pháp bất thiện có thể đoạn trừ hẳn. Do suy nghĩ này nên chứng được đạo thù thắng, thiện căn viên mãn. Ta ngay khi ấy sống trong hai loại suy nghĩ này nên tinh tấn dũng mãnh cho đến tất cả máu thịt nơi thân đều khô diệt, thân thể chỉ còn gân da bọc xương, cũng không phóng dật, cho đến phải thấy, phải biết, phải hiểu, phải đắc, phải chứng đối với pháp chưa biết, chưa thấy, chưa đắc, chưa hiểu, chưa chứng. Trong khoảng thời gian đó sống không phóng dật, tinh tấn dũng mãnh, chưa từng từ bỏ. Do không có phóng dật, tinh tấn dũng mãnh, không từ bỏ nên mau chứng đến đẳng giác Bồ Đề vô thượng, mau chứng niết bàn vô thượng mát mẻ, mau chứng nhất thiết tri kiến vô thượng. Thế nên các ông đã học như vậy, ta phải làm thế nào để thường sống trong suy nghĩ bất hại, hoan hỷ vui vẻ, và làm thế nào để thường sống trong suy nghĩ đoạn trừ vĩnh viễn, hoan hỷ vui vẻ? Bisu, các ông nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ, khi Phật làm Bồ Tát thường sống trong hai pháp là bất hại, vĩnh đoạn, nghĩ hoan hỷ vui vẻ, không hại các hữu tình, tu từ bi hỷ xả, chứng vô lượng phạm trụ viên mãn và thông suốt, vĩnh đoạn pháp bất thiện và các dây phiền não, chứ đắc các căn lành, viên mãn đạo thù thắng, thù dũng mãnh, tinh tấn an trụ không phóng dật, chứng Bồ Đề vô thượng cùng niết bàn an lạc. Tôi đã từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bisu nên biết, các Bà La Môn trưởng giả cư sĩ sẽ đó lợi, phần nhiều là cái việc bố thí cho các ông y phục ẩm thực, ngoại cổ y dược phòng xá đồ dùng đúng như pháp. Còn Bisu, các ông có nhiều việc phải làm, đó là các ông giảng thuyết chánh pháp, đầu đuôi giữa đều thiện, văn nghĩa hoàn hảo, đầy đủ chánh pháp và phạm hạnh, pháp phạm hạnh cho họ, như nói được giải thoát khỏi pháp sinh già bệnh chết ưu sầu khổ não đau bức. Bánh xe pháp của các ông và bánh xe tài của họ nương tựa nhau để vận chuyển. Ở trong giáo pháp của Như Lai xin tu phạm hạnh mới đến thành niết bàn vô thượng. Khi ấy Đức Thế Tôn có nhắc lại nghĩa này và nói kệ, xuất gia và tại gia nương tựa hỗ trợ nhau, hai bánh xe tài pháp mới đến thành niết bàn. Xuất gia nương tại gia đùa cãi như pháp, tại gia nương xuất gia được chánh pháp vi diệu, hai chúng nương tựa nhau do an lạc trời người, vượt sinh già bệnh chết để niết bàn thanh lương. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bisu nên biết, nương vào giới luật có thể tu hai pháp. Hai pháp đó là thiền chỉ, là thiền quán. Nghĩa là người tu hành nương vào giới luật đã tu thiền chỉ. Đã tu thiền chỉ rồi, làm cho tâm tu tập được viên mãn. Vì việc gì mà tu tập tâm ấy? Tu tập tâm ấy là để đoạn tham. Những người tu hành nương vào giới luật, tu tấn tu tập thiền quán, rồi làm cho tu tuệ viên mãn. Tu tập tu tuệ ấy để làm gì? Người tu tập tuệ là để đoạn si, tâm bị tham cấu nhiễm khiến không được giải thoát. Tại bị si làm cấu nhiễm khiến không được chiếu sáng. Ai xa lìa hãng tham thì được tâm giải thoát hoàn toàn. Ai lìa hãng si thì được tâm giải thoát hoàn toàn. Ai đối với hai loại giải thoát này dùng chánh tri kiến để tự chánh đắc, tôi nói người đó được tuệ giải thoát hoàn toàn, là bậc trượng phu tối thượng tự mình tu tập. Các thánh đệ tử ngay khi chứng đắc tâm giải thoát như vậy, đã bị người khác mắng nhiếc của trách khinh lờ hủy nhục, họ không vì dưới này phát sinh vô số tâm bất nhẫn, bất tính, hài hận. Vì sao? Vì do họ có thể soi thấy những thái độ, những việc mắng nhiếc của người khác là người đó có tội, nơi họ không tổn hại. Các thánh đệ tử ngay khi chứng đắc tâm giải thoát như vậy, nếu được người khác khen ngợi tán thán cung kính lễ bái cúng dường,
Họ không duyên nơi việc này phát sinh với số tâm hoan hỷ, vui thích hớn hở. Vì sao? Vì họ có thể so thấy rõ được những sự khen ngợi tốt đẹp của người kia là người kia được phước, họ không có lợi. Đã có thể làm được như vậy, và đó là người đối với pháp thế gian được tâm bình đẳng, không buồn, không vui, an ổn, tự tại. Thế nên các ông phải làm như vậy. Thế nên đương vào giới luật tu thiền chỉ thiền quán như thế nào, biết sao các ông nên học như vậy. Khi ấy, Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: đương vào giới thanh tịnh, tu chỉ quán không tội, giữ kính căn và ý chứ niết bàn cam lồ, tu chỉ điều phục tâm, điều tâm lìa tham dục, lìa dục chứng giải thoát, chứng giải thoát tâm bình, tu quán trí tuệ sáng diệt si ám, diệt ám chứng giải thoát tâm bình. Nên biết so các công tinh tấn chứ buông lung, luôn luôn vào giới luật tu chỉ quán không tội. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết so nên biết người tu học thắng lợi ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh thì trí tuệ là đứng đầu, chắc chắn được giải thoát, đều được tối thượng về niệm. Người nào thành tựu việc tu học thắng lợi ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh thì tuệ là đứng đầu, chắc chắn được giải thoát, đạt được tối thượng về niệm. Người ấy hoàn toàn không bị tham do vị ngọt của sắc trói buộc quấy nhiễu tâm mình, người cũng lại không bị sự tham đắm về vị ngọt của thanh hương vị xúc pháp trói buộc quấy nhiễu tâm mình. Tâm người đó nhờ không bị tham trói buộc nên không chạy theo tham đắm sự nhận thức đối với tướng mạo của sắc, không chạy theo vị ngọt do sự phân biệt tướng mạo của thanh hương vị xúc pháp, thì ngay trong hai sẽ chứa được một quả, nghĩa là ngay trong đời này chứa đắc được quả niết bàn hữu dư y hoặc quả bất hoàn. Khi ấy Đức Thế Tôn đắc là nghĩa này và nói kệ: người tu học thù thắng tương Phật tu phạm hạnh trí tuệ đứng hàng đầu, chắc chắn được giải thoát, niềm tương quý hơn hết, chứng một trong hai quả pháp niết bàn hiện tại và vĩnh viễn bất hoàn. Do tuệ đứng hàng đầu, tham không quấy động tâm, không duyên theo các sắc, tướng mạo do thức sinh, viên mãn giới thù thắng, sinh định tuệ thắng thượng, dứt cảnh sinh lão tử chứ niết bàn hữu dư. Nên bí xô các ông siêng năng tu giới định, siêng sinh thắng tuệ vi diệu, nhất sinh già bệnh chết. Trong pháp luật của ta, người không hề phóng dật, định lực phá quân ma, nhất hẳn cảnh giới khổ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết tất cả pháp, các pháp ác bất thiện ở thế gian đều do vô minh dẫn đầu, nên sinh trưởng, do không có hộ thẹn hỗ trợ ở sau, nên không bị tổn giảm. Vì sao? Vì tất cả các nẻo sinh ra, pháp sinh già bệnh chết ưu sầu của não nóng bức đều lấy vô minh làm cốc để sinh trưởng. Sinh trưởng xong là nương vào đó phát sinh ra tất cả pháp ác bất thiện. Pháp ác bất thiện sinh ra là do không có sự hổ thẹn, không hối tiếc. Không hối tiếc nên không giảm bớt. Tất cả pháp thiện thanh tịnh ở thế gian đều do trí tuệ dẫn đầu nên sinh trưởng. Do hổ và thiện hỗ trợ ở sau nên không tổn giảm. Vì sao? Vì trí tuệ đứng trước và hổ thiện đứng sau, nó có thể đoạn hết các nẻo phát sinh ra pháp sinh giảm bệnh chết, có thể vượt tất cả pháp ưu sầu của não thiêu đốt, có thể đạt hiểu biết đứng đắn, được cam lồ cho đất nước bạn. Thế nên các ông nên học như vậy. Ta phải tu tập như thế nào để đoạn hạn vô minh và phát sinh trí tuệ sáng suốt, đoạn hạn tất cả các nẻo sinh ra pháp sinh già bệnh chết, vượt khỏi tất cả pháp ưu sầu của não, đạt hiểu biết đúng đắn, được cam lồ cho đất nước bạn. Bí số các ông nên học như vậy. Khi ấy Đức Thế Tôn đã tác lại nghĩa này và nói kệ: đời này và đời sau sinh già cùng bệnh chết, tha mái các phiền não do vô minh làm gốc. Do minh rất ưu tối, khiến đọa mãi sinh tử, đời này và đời sau luân hồi trong các nẻo. Do vô minh đứng đầu, không hổ thẹn, ở sau, sinh trưởng các pháp ác, đọa nơi các nẻo ác. Thế nên phải tinh tấn, liệt tâm ái ngu si, phát sinh trí tuệ sáng, đoạn gốc khổ sinh tử. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết tất cả các đức cha la ứng, chánh đẳng giác. Vì thương xót thế gian nên xuất hiện ở đời. Các đức cha la muốn đoạn trừ, sẽ bỏ hẳn hai pháp nên chuyển pháp luân vô thượng của thánh hiền. Tất cả các sa môn bà la môn thiên ma phạm trong thế gian chưa ai có khả năng chuyển được pháp luân này. Hai pháp đó là: một, vô minh; hai, hữu ái. Tất cả các đức như là ứng chánh đẳng giác xuất hiện ở đời là vì thương xót thế gian, vì muốn đoạn trừ sẽ bỏ hẳn hai pháp này nên chuyển pháp luân vô thượng của hiền thánh. Nó rộng ra cho đến chưa ai có thể chuyển pháp luân như vậy, ai có thể đoạn trừ sẽ bỏ hẳn tất cả vô minh và các hữu ái đã có, thì khiến cho người đó dứt hẳn hết, không còn sót. Người đó có thể đoạn hạn tất cả phiền não và các pháp tạp nhiễm, đó gọi là người ra khỏi các hầm hố, giữa các tường thành, phá sự đóng bích, bị gãy các pháp thuật của đám ngoại đạo, là hiền thánh đích thực, là ngọn cờ của chánh pháp, là đại sa môn bà la môn, là thông tuệ chân chánh, là sự thanh tịnh viên mãn,
là chân trí tuệ, là sự điều thuận đúng đắn. Người đó là ruộng phước ở thế gian. Khi ấy, Đức Thế Tôn có nhắc lại nghĩa này và nói kệ: Vô thượng chánh đẳng giác, bậc thượng thủ trong đời, đại hùng đại trượng phu, bậc nhổ các tên độc, thương xót khắp thế gian, vừa đoạn trừ hai pháp, vô minh và hữu ái, chuyển pháp luân vô thượng, là khổ và nhân khổ, diệt trừ hết các khổ. Tu tám chi thánh đạo, diệt khổ đắc niết bàn. Người trí nghe pháp này, tin hiểu thật vững chắc, đạt các pháp chân chánh, đoạn vô minh hữu ái, vô minh hữu ái trừ, các tạp nhiễm đều diệt, bậc điều thuận chí thiện, gọi ruộng phước ở đời. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bây giờ nên biết có hai việc khổ rất khó chịu đựng. Một, cà bỏ râu tóc. Hai, thường đi khất thực. Vì sao? Vì người đời thù oán nhau nên tạo ra những chú thuật để trù ếm, mong cho những người kia nghèo cùng, cà bỏ râu tóc, áo cổ rách, tay cầm bát đất, lang thang từ nhà này đến nhà khác để xin ăn, để sống. Những thiện nam có lòng tin thanh tịnh tự trì pháp này mà xuất gia không phải vì sự áp bức của nhà vua giặc chủ nợ, cũng không phải vì sợ chết mà bỏ gia đình, mà chỉ muốn vượt khỏi pháp sinh dạy bệnh chết ưu sầu khổ não thiếu đốt, chỉ vì diệt trừ toàn bộ khối khổ lớn. Các đệ tử của ta vì cầu đạt những việc như vậy mà chân tính xuất gia, vì lợi mình lợi người mà tự trì pháp này, hoặc giả có người xuất gia như vậy rồi trải qua thời gian không bao lâu lại kiêu mạn buông lung, biến trễ siêng làm việc hèn kém, quên mất chánh niệm, không có tỉnh giác, tâm loạn không định, các căn phóng túng, nhiều tham dục, nóng chấp đầy, lòng đầy sân giận, ngu không hiểu biết, tham nhiễm các dục, tư duy hư vọng, hủy các giới cấm, chẳng phải thật sa môn, tự xưng là sa môn, chẳng phải thật phạm hạnh, tự xưng là phạm hạnh. Bên trong thì hủ bại, nhân hiểu biểu hiện ra bên ngoài thì tốt đẹp. Như con ốc sơn hôi hám, hành động thì xấu xa nhưng giọng điệu là dịu dàng, che đậy cái xấu, dối bày cái tốt, tạo thành vô số pháp ác bất thiện. Ví như người từ chỗ tối đi vào chỗ tối, từ hầm hố đi vào hầm hố, từ oán đến oán. Ta nói người xuất gia ngu si như vậy cũng sẽ đi đến chỗ như thế, là như có khúc cây hai đầu bị cháy, hoàng giữa dính đầy phân uế, cái đó hoặc bỏ ở xóm làng hay nơi đồng trống không ai sử dụng. Ta nói người xuất gia ngu si như vậy cũng sẽ như thế, mất pháp của hàng tại gia là cũng chẳng phải là sa môn. Ở thế gian và xuất thế gian đều không được phần thù thắng. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: Xuất gia mà phá giới, cả hai đều không thành, mất phép tắc tại gia, mất luôn pháp sơ môn. Thành nước hòn sắc nóng, vì uống nước đồng sôi, không nhận của cúng dường mà phá hủy giới cấm. Những người phá giới cấm không hổ thẹn ăn năn, nhận nhiều của tính thí, nhất định đọa địa ngục. Những người có trí tuệ nên giữ vững tịnh giới, chớ nhận người cúng dường mà hủy phạm giới cấm. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết ở đời có hai hạng người bảo vệ làm phát triển các nẻo địa ngục và pháp ác bất thiện. Hai hạng đó là: một, có hạng người hủy phạm tịnh giới chẳng phải thật sa môn, tự xưng là sa môn, chỉ phải là phạm hạnh, tự xưng là phạm hạnh, bên trong xấu xa hủ bại nhưng biểu hiện ở bên ngoài thì tốt đẹp. Do con ốc sơn hôi hám, hành động thì xấu xa nhưng âm điệu là dịu dàng hay ho, che đậy cái xấu với bày cái tốt, giống như chiếc cầu than một nát không thể dùng chỉ tăng thêm nẻo ác. Hai, có hạng người đối với giới pháp hoàn toàn thanh tịnh, không hề hủy phạm, tấn tu phạm hạnh thanh bạch, chính thực là bí xô có đức, nhưng lại dùng các pháp phi phạm hạnh, không căn cứ để hủy bán mà nhục, làm cho người khác mất uy đức. Hai hạng người như vậy là bảo vệ, là phát triển các nẻo địa ngục và pháp ác bất thiện. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: Đời có hai hạng người sinh trưởng nghiệp cõi ác, là hủy phạm tịnh giới và hủy bán hiền lương. Hai hạng người như vậy đều gọi là hạ tiện. Hiện tại người khinh bỉ, đời sau bị báo khổ. Thế nên các bí xô phải luôn không phóng dật, giữ gìn giới thanh tịnh, cho hủy bán người khác. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết ở đời có hai hạng người khó đáp đền ân sâu của họ. Hai hạng đó là cha và mẹ. Giả sử có người một vai cổng cha, một vai cổng mẹ, suốt đời chưa từng tạm nghỉ, cung cấp cơm ăn áo mặc thuốc thang chữa bệnh và bao nhiêu thứ còn dùng, cũng chưa có thể đền đáp được ân sâu của cha mẹ. Vì sao? Vì công ơn của cha mẹ đối với con rất là sâu nặng, đó là ơn sinh đẻ, lòng từ cho bú mớm, tắm rửa, giặt giũ, nuôi dưỡng khôn lớn, cung cấp bao nhiêu thứ đồ cần dùng, của cải vốn liếng, ơn như vậy về phép tắc ở đời, lòng cha mẹ luôn muốn cho con lìa khổ được vui, chưa từng có lúc nào tạm ngưng.
như bóng theo hình cha mẹ đối với con, những công ơn sâu nặng như đã nói thì làm sao có thể đáp đền. Nếu cha mẹ của người kia đối với Phật Pháp Tăng không có lòng tin thanh tịnh, thì người con phải dùng phương tiện chỉ rõ, khuyên nhủ, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ cho cha mẹ phát sinh tịnh tính. Nếu cha mẹ của người kia không có giới thanh tịnh, thì người con nên theo phương tiện chỉ rõ, khuyên nhủ, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ cho cha mẹ yên vui, làm cho cha mẹ thọ trì giới cấm thanh tịnh. Nếu cha mẹ của người kia không được học hỏi, thì người con phải dùng phương tiện chỉ rõ, khuyên nhủ, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ cho cha mẹ yên vui, làm cho cha mẹ được nghe chánh pháp của chư Phật. Nếu cha mẹ của người kia có tánh tham lam keo kiệt, không ưa bố thí, thì người con phải tạo phương tiện dạy rõ, khuyên nhủ, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ cho cha mẹ được yên vui, khiến cha mẹ thực hành bố thí. Nếu cha mẹ của người kia tánh tình ám độn, không có thắng tuệ, thì người con phải tạo phương tiện dạy rõ, khuyên nhủ, dắt dìu, khen ngợi, khích lệ cho cha mẹ được yên vui, làm cho cha mẹ tu tập thánh tuệ. Người con nào là được như vậy thì gọi đó là người con đáp được ơn sâu của cha mẹ một cách chân thật. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã lại nghĩ này và nói kệ: đời có hai dạng người, ơn sâu có đáp đền, đó là cha và mẹ làm sinh trưởng thế gian. Giả sử dùng hai giai, công cha mẹ trọn đời, luôn cung kính cúng dường, cũng chưa báo được ơn. Cha mẹ ở thế gian sinh đẻ và nuôi dạy, lòng từ mong lợi lạc, như bóng đi theo hình. Cha mẹ ai vốn không tính giới văn thí tuệ, khuyên cha mẹ tu hành, gọi chân thật báo ân. Cung kính dân vật dùng, chỉ ăn vui đời này, khuyên tu tập tính giới, cuối cùng chứ niết bàn. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bế sư nên biết ở đời có hai loại pháp không lừa dối. Hai loại đó là nghiệp và trí. Các nghiệp nào mà các hữu tình nơi quả diệt tục của nó, nếu chưa hiện tiền cũng chắc chắn không mất hết. Những trí tuệ nào hữu tình đã có, nơi tất cả phiền não nếu chưa đoạn hẳn cũng chắc chắn mất hết. Như vậy gọi là ở thế gian có hai loại pháp không lừa dối. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa này và nói kệ: hai loại pháp không dối, chư Phật cùng đàm luận là các nghiệp, các trí đã làm và đã có, quả diệt tục chưa sinh, các nghiệp vẫn không mất, phiền não tuy chưa dứt, trí cũng không mất hết. Nghiệp là nhân sinh tử, trí là gốc diệt hoại, thế nên phải tu trí đoạn hẳn cảnh giới khổ. Tôi từng nghe Đức Tôn bảo, biết sao nên biết ở đời có hai hạng người rất đáng tôn trọng, lễ bái cúng dường và đem tâm kính yêu gần gũi một bên. Hai hạng người đó là cha và mẹ. Các hữu tình nào hết sức tôn trọng lễ bái cúng dường, tôn trọng cha mẹ của mình, đem lòng kính yêu và ở gần một bên, thì hữu tình đó sẽ được sinh vô lượng phước, được những người có trí cùng nhau khen ngợi, tiếp tốt đồ khắp, ở trong các chúng không sợ hãi, sau đó không phiền não ăn năn, khi thông hòa mạng chung, tạo lên các nẻo thiện sẽ không cõi trời. Hữu tình vì lẽ gì đối với cha mẹ phải hết sức tôn trọng lễ bái cúng dường, đều làm kính yêu và ở gần một bên, vì cha mẹ đối với con có công đức sâu nặng, đó là ơn sinh đẻ, lòng từ cho bú mớm, tắm rửa giặt giũ nuôi dưỡng cho con lớn, cung cấp bao nhiêu thứ đồ dùng của cải vốn liếng, ơn chỉ dạy về phép tắc ở đời, lòng cha mẹ luôn mong muốn cho con liều khổ được vui, chưa từng có lúc nào tạm ngưng như bóng dưới hình. Thế nên con đối với cha mẹ phải hết lòng hết sức tôn trọng lễ bái cúng dường, đều làm kính yêu và ở gần một bên. Các hữu tình nào có nêu cha mẹ ở gần một bên, thì cha mẹ đối với người con đó rất yêu thương, trừ bỏ những việc không lợi ích, dạy bảo cho những điều lợi ích, ngăn chặn các điều ác, khuyến tu các hành lành, cứ cho vợ đẹp, thê thất trinh thuận, giúp cho châu báu, bạc tiền, lúa thóc, hàng trời, người ở thế gian cùng nhau khen ngợi, cung kính cúng dường, gần gũi gia hộ, làm cho người con đó không bị suy tổn. Thế nên hữu tình đối với cha mẹ phải hết sức tôn trọng để bái cúng dường, đem lòng kính yêu, ở gần một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã là nghĩa này và nói kệ: những người có phước đức nên tôn trọng cha mẹ, lễ bái và cúng dường, yêu thương và gần gũi. Người thông minh ở đời rất cung kính cha mẹ, luôn cung kính cúng dường, thường có lòng hoan hỷ. Cha mẹ ở thế gian ông sâu khó đáp đền, ngăn ác trừ bất lợi, dạy lợi khuyên tu thiện, cưới vợ cho của cải, lòng từ luôn che chở, thế nên phải cúng dường sinh vô lượng phước đức. Hiện đời được tiếng tốt, được cung kính cúng dường, qua đời sinh cõi trời, rồi thương xuống vô cùng, muốn được sinh trời người, hưởng như lạc năm dục, giống như trời đế thích là cúng dường cha mẹ. Bài kệ công tác kinh phần bản sự ở trước: thiện tầm luân giới học vô minh tuệ đoạn trừ, khổ phải bán báo ân, không lừa dối cha mẹ,